Và hôm nay em Tùng Nguyên Audio xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em tổng hợp 3 mẫu check kèn và tổng hợp mổ check kèn cho tất cả các bác cùng xem. Với cấu hình chất lượng thì không ngại gì mà phải khoe ở bên trong. Hàng chất lượng nên em phải review cho tất cả các bác biết đến nội thất bên trong nó chất như nào và ngoại hình của nó có chất hay không. Các bác sẽ sử dụng nó yên tâm về chất lượng. Hôm nay em review cho tất cả các bác một mẫu check kèn là loại mới về, đó là mẫu B3 mâm kim loại. Đấy, mẫu BNC và mẫu RCF này thì em làm lâu rồi, nhưng mà mẫu mâm kim loại từ bi của B3 em mới về. Còn em mổ chép thêm là mẫu RCF này để cho tất cả các bác tham khảo nhé. Đây, siêu chép kèn B3 từ leo củ từ bi, côn 75, dây nhôm dẹt, chặn nhún màu vàng, cốc nhôm với các bác nhé. Đấy, con này màng titan màu xanh, con dây dẹt các bác nhé. Và con này thì thuộc vào hệ là mâm kim loại. Đấy, con này mâm kim loại các bác nhìn này. Con này xoay được gương luôn. Đấy, rất là đẹp. Con này cái mâm của nó bằng kim loại và viền đồng. Con này của nó là từ bi, bi dày bích sáng 7 màu. Đấy, ánh có ánh 7 màu này. Các bác nhìn thấy con này ánh không 7 màu, con này ánh 7 màu nhá. Đó, chỉ hai con thì các bác mới phân biệt được. Con này là mang thương hiệu B3. Tất cả đều là tép xịn của nhà máy Trung Quốc, chỉ là mình làm thương hiệu và dán tem của nó tên là gì thôi. Các bác lưu ý, tất cả đều hàng thương hiệu, dán tem tên gì thôi. Riêng Tùng Nguyễn Audio bán hàng nó là thẳng thắn và thực tế, nên các bác mua hàng yên tâm luôn, không có lừa lọc ai cả. Đấy. Đây là check kèn B3 750 côn dây dẹt. Đấy, loại này là mới về. Còn loại thứ hai là 750 leo BNC. Con này màng titan cũng côn dây dẹt. Hàng đều chất lượng các bác nhá. Mẫu BNC này là mẫu em bán mạnh nhất trong tất cả các loại check. Một tháng em kiểu gì đi 100 cho đến 200 đôi. Mẫu này viền đồng và mâm nhựa. Đây các bác nhìn này, mâm kim loại và mâm nhựa này. Đấy, các bác có thể là ưng con nào thì lấy con ý. Với cấu hình thì mâm kim loại thì nó sẽ cao cấp hơn rồi, đúng không ạ? Thì các bác và cái tiếng của nó thì các bác, nhiều bác hỏi em tiếng nó có hay hơn không. Thì tất nhiên là kim loại thì nói chung là cái độ tiếng của nhau nó chỉ hơn nhau cái độ led thôi. Đấy, còn với công suất và với chất tiếng ra thì nó đều như nhau, nhưng cái độ led của nó thì nó sẽ hơn một tí tí. Đấy, vì cái mâm của nó mâm kim loại. Nó không phải là một đôi tép mà hơn nhau độ 1 triệu hay 500 hay là 2 triệu gì cả, mà nó chỉ hơn nhau về cái cốc kim loại này một chút thôi. Đấy các bác nhé, thì nên là nó hơn nhau về độ led một chút. Thì hôm nay tiếp tục là BNC này, B3 này. Đấy các bác nhìn thấy ba mẫu check này nó làm đều là giống nhau về cái lắp này. Nhưng mà các bác lưu ý, cái này làm bích thép 7 màu em nhập một công ty khác này. Cái này em nhập một công ty khác này. Đấy, cái này em nhập một công ty khác này. Đấy, thì con này cũng là hơi cũng có ánh 7 màu. Đấy, con này mâm kim loại và viền đồng. Con này là leo liền khối các bác nhé, leo liền khối. Với những cái mẫu check kèn này, trong ba cái mẫu này các bác chọn mẫu nào em cũng đều bao hay cho khách hàng, vừa khỏe vừa hay vừa chất lượng các bác nhé. Đấy, bán hàng chất lượng thì phải review bên trong để cho tất cả các bác cùng biết. Đấy, không nhiều khi anh em mua về các bác cũng không biết được hàng của mình mua nó có chất lượng hay không. Nhưng bình thường như mua cái củ này thì cũng chỉ biết cái củ thôi, nhưng không biết bên trong nó như thế nào. Đấy, thì đây là con neo liền khối của RCF. Còn tiếp tục là con từ thường. Con từ thường này từ 170 côn 75 nắp nhôm. Nếu bình thường em không mở côn thì các bác chỉ biết là cái nắp nhôm như này thôi. Nhưng khi mở ra thì nó sẽ khác hoàn toàn hàng trên thị trường. Thứ nhất là côn của nó là dây cũng là dây dẹt, từ thường nhưng lại được làm bằng côn dây dẹt nhá. Đấy. Thứ hai và cái từ thường nhưng nó lại có cái viền đồng. Mọi các loại từ thường khác sẽ không có cái viền đồng như này, hoặc là côn dây tròn hoặc là không có viền đồng. Đấy, thế nên là khi anh em mua loại tép này, chất lượng tốt hay, các bác mua cực kỳ yên tâm. Hôm nay em Tùng Hero giới thiệu về siêu phẩm tép B3 về hàng là từ bi. Thì các bác có nhu cầu đến các mã giờ đây, tép RCF từ thường. Đấy, từ 170 côn 75, tép RCF từ neo liền khối cũng côn 75. Tép leo B3 cũng côn 75, tép neo BNC cũng côn 75 từ bi. Thì các bác có nhu cầu
thì đến con này phải nhấn mạnh này, con này là leo 750 BNC, còn con này là leo B3 nhá. Mâm kim loại thì hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến các mẫu check kèn ở đây, hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Nhận hàng các bác được kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào và tạm biệt tất cả các bác nha.